Chào các bạn đã trở lại với Khải Toàn. Phong thủy nhà hướng Nam theo quẻ huyền không phi tinh. Khải Toàn trợ duyên với các bạn tự học thuật số, hy vọng mang đến kiến thức phong thủy chân chính. Trong quá trình tự nghiên cứu, có thể các bạn chưa thể tinh thông hết nội dung, vẫn có thể ứng dụng được từng phần. Những vị nào cầu toàn, muốn ngôi nhà của mình thập toàn thập mỹ nên cân nhắc. Không khéo bị cuốn vào sự rối trí, phong thủy cải biến cuộc sống chỉ vài phần, phần lớn do sự tu tâm dưỡng tánh và giúp người. Thế nào là phong thủy tốt? Cứ sạch sẽ gọn gàng, tâm lý vui vẻ và có lòng thông cảm là phong thủy tốt. Video này đề cập đến các quẻ nhà hướng Nam theo huyền không phi tinh. Các bạn có thể xem thêm về video hướng dẫn đo tọa độ và phân cung trong phong thủy nhà trong kênh của Khải Toàn. Đây là một video quan trọng để lấy được tọa độ, phân cung được ngôi nhà cho việc lập tinh bàn và bài trí phong thủy. Các bạn có thể lên Google tìm thầy Khải Toàn để xem thêm các bài viết dụng thần bát tự và huyền không phi tinh ở các website của Khải Toàn cho tiện việc nghiên cứu. Lập quẻ phong thủy nhà theo huyền không phi tinh, chúng ta nắm bắt được thời gian cát hung của một ngôi nhà, tức thời gian tốt xấu của một ngôi nhà, của từng thành viên trong gia đình, nhận biết được sự dịch chuyển của các ngôi sao vào chính phương vị trên tinh bàn. Từ đây là cơ sở để bài trí đồ vật, màu sắc thuận theo ngũ hành của quẻ huyền không phi tinh, mục đích giúp cho ngôi nhà hoặc là mảnh đất này giảm hung, tăng tài lộc và nhân đinh. Nếu phong thủy đại diện cho một chiếc xe, một phương tiện, thì thiền định đại diện cho sự điềm tĩnh khi lái xe. Trong cuộc sống, cái gì quá mức tức là mất cân bằng. Làm việc gì cũng nghĩ đến ngày tháng năm tốt xấu là tự đánh mất sự cân bằng của tự nhiên. Người hành thiền, người hiểu đạo, có niềm tin về tôn giáo sẽ tìm cho mình sự an lạc. Nhà hướng Nam thuộc hành hỏa, hướng Nam hợp với Đông tứ mệnh. Có phải vậy không? Hai phương pháp này mang tính chất tham khảo, hoàn toàn không áp dụng cho các quẻ huyền không phi tinh. Mời các bạn cùng theo dõi. Nhà hướng Nam tọa tại Bắc, tức cuối nhà là hướng Bắc thuộc thủy, hợp với những ai mệnh thiếu thủy. Mệnh khuyết thủy thường sinh vào mùa hè. Nếu ở nhà hướng Nam, cho thêm vài điểm cộng. Nhà hướng Nam thuộc ba cung Bính, Ngọ, Đinh. Nếu ngày tháng năm có Bính, Ngọ, Đinh không phải là ngày tốt cho việc chọn ngày lành đối với nhà hướng này. Hướng Nam trong quẻ Hậu Thiên Bát Quái thuộc quẻ Ly, đại diện cho con gái thứ hoặc là con dâu thứ. Cửa nhà hướng Nam đại biểu cho con gái thứ hay đi ra ngoài, thường xuyên vắng mặt ở nhà khi trưởng thành. Nếu hướng Nam bị khuyết gốc, đại diện cho con gái thứ có vận không tốt. Đầu tiên ta phải biết chính xác tọa độ một ngôi nhà. Hướng Nam thì rất là chung chung, vì một hướng có 3 sơn, một sơn có 15 độ. Hướng Nam từ 159 cho đến 201 độ. Hướng Nam có 3 sơn Bính, Ngọ, Đinh. Để biết cách đo tọa độ, các bạn xem thêm video hướng dẫn đo tọa độ và phân cung trong phong thủy nhà. Sau đó xem video này sẽ thuận tiện hơn cho việc ứng dụng. Học thuật cần có căn cơ, người sáng dạ học hoặc xem video vài lần có thể hiểu ngay. Người kém duyên nhưng đam mê học thuật phải học đi học lại rất là nhiều lần. Phần nào chưa hiểu, các bạn hãy lướt qua nội dung đó, sau đó quay lại phần chưa hiểu, dần dần sẽ tự ngộ ra. Học huyền không phi tinh là học về lý khí, không thể thiếu kiến thức về loan đầu. Loan đầu chủ về hình thể. Hình thể tức là những gì ta cảm nhận, ta thấy được. Ví dụ bên trái bên phải, nhà bên trái nhà bên phải nên bằng nhau, trước mặt nhà nên thông thoáng, phía sau nhà nên có nhà cao là điểm tựa. Tương tự như việc ta nằm ngủ hoặc ta ngồi làm việc,
bên trái bên phải nên bằng nhau, hoặc chí ít bên tay trái nên cao hơn. Ví dụ nằm ngủ, bên tay trái nên có tủ cao. Từ ban công hoặc từ cửa chính nhìn ra phía xa, bên trái nên có tòa nhà, hoặc là hành lang đối diện cửa chính. Nếu cửa chính của bạn ở nhà phố hoặc nhà căn hộ, đối diện một hành lang hoặc một ngã ba có một luồng khí xông mạnh vào, không phải là loan đầu tốt. Ánh sáng và âm thanh cũng là yếu tố phong thủy. Ví dụ ánh sáng quá tối hoặc là ánh sáng quá mạnh. Ánh sáng quá tối tạo cơ hội cho ngũ hoàng nhị hắc. Ánh sáng quá mạnh ảnh hưởng đến tinh thần. Âm thanh cũng là phong thủy. Tiếng ồn từ loa, từ hàng xóm, từ tiếng nước chảy, từ tiếng máy lạnh, tất cả tiếng ồn gây khó chịu được xem là thanh sát. Nhà đối diện ta là phong thủy. Ví dụ đối diện là một ngôi nhà màu xanh lá cây, hoặc là tiệm bán hoa, quần áo, hoặc là bán nón, tất cả thuộc mộc. Nếu bạn thiếu mộc, đối diện nhà có mộc được xem là tốt. Nếu mà kỵ mộc thì giảm đi những điểm tốt. Nhà kiểu mẫu phải là ngôi nhà vuông vắn, nhà chữ L hoặc là nhà nở hậu không phải là nhà tốt vì bị thiếu góc. Mỗi góc đại diện cho một thành viên trong gia đình. Ví dụ Tây Bắc đại diện cho cha, Tây Nam đại diện cho mẹ. Nếu nhà bạn đang mong muốn có con trai, hãy xin vượng hướng đông trong ngôi nhà. Ví dụ thêm cây cối màu xanh lá hoặc hình trẻ em. Nếu mong muốn có con gái, đại diện cho góc đông nam, hãy xin vượng góc đông nam thêm nhiều mộc hoặc là hình trẻ em. Khải Toàn vừa nêu qua vài yếu tố của loan đầu. Loan đầu vô cùng quan trọng, các bạn nên tìm hiểu thêm. Khi đã có tọa độ chính xác của một ngôi nhà, xác định thời điểm dọn vào ở. Nếu sau 2004 sẽ thuộc vận 8. Tiếp theo các bạn theo dõi một trong bốn quẻ sau đây của nhà hướng nam. Để tiện theo dõi, Khải Toàn sẽ gọi số quẻ kèm theo tên hướng và tên tọa của mỗi sơn. Ví dụ quẻ 1 nhâm sơn bính hướng. Nhà từ 159 cho đến 160 độ hoặc 169 cho đến 172 độ, đây là quẻ khiêm. Để biết quẻ chính hướng hoặc quẻ khiêm, các bạn cũng nên xem video trước về hướng dẫn đo tọa độ. Ở quẻ 1 này, tại hướng nam, có tổ hợp nhị hắc và ngũ hoàng. Nhị hắc là hung tinh, ngũ hoàng cũng là hung tinh. Tại nơi này không nên có nước, không nên có nhiều màu đỏ. Ở cuối video, Khải Toàn sẽ trình bày chi tiết từng ngũ hành. Cũng tại hướng nam này không nên có vật cao lớn. Và đặc biệt phải luôn sáng sủa, tại vì những nơi tối tăm sẽ chiêu gọi ngũ hoàng và nhị hắc. Tiếp theo là hướng tây nam, ta có cửu tử và thất xích. Ở hướng tây nam nên có vật cao lớn hoặc là chanh núi. Chanh núi không được có nước. Ở hướng tây ta có tứ lục và tam bích. Đây là một quẻ rất nhiều mộc. Đây là một nơi kỵ mộc, không nên có màu xanh lá hoặc là cây cối nhiều đồ gỗ. Có thể dùng hỏa cho nơi này. Ví dụ tranh mặt trời hoặc chiếc thảm đỏ. Tại cung Tây Bắc, ta vẫn có ngũ hoàng và nhị hắc. Kỵ màu đỏ, kỵ tối tăm. Tây Bắc đại diện cho nam gia chủ. Nếu nam gia chủ thiếu thủy, ở đây nên có màu xanh dương. Ở quẻ nam và quẻ tây bắc nên có kim loại hoặc trắng xám để hóa giải ngũ hoàng nhị hắc, hoặc đơn giản là một sâu đồng tiền 6 đồng. Tại hướng bắc ta có nhất bạch và lục bạch. Đây là quẻ kim thủy đa tình. Tại nơi này không nên có nước, nên có vật cao lớn hoặc là tranh núi. Tại đông bắc cũng tương tự như tại hướng tây, tam bích và tứ lục. Đây là hướng kỵ mộc, cần hỏa. Tại hướng đông ta có cặp sao bát bạch. Bát bạch thuộc thổ, có thể dùng hỏa hoặc dùng thổ. Ở đây ta nên có một bức tranh có sông nước và có núi.
Tại Đông Nam, ta có Thất Xích và Cửu Tử. Tại hướng này không nên có kim. Thay vào đó có thể treo một bức tranh sông nước hoặc là tranh cửu ngư thuộc thủy. Trung cung tức là giữa nhà. Tại trung cung không nên có kim. Trong quẻ này 159 đến 160 độ hoặc 169 cho đến 172 độ. Những hướng tốt ta có: một là hướng đông, hai là hướng bắc, ba là hướng tây nam. Tại các hướng tốt, ta có thể dành làm phòng ngủ, phòng làm việc, bếp hoặc là phòng khách. Tiếp theo là quẻ nhà nhâm sơn bính hướng 161 cho đến 168 độ. Quẻ nhà này thuộc thủy, ai khuyết thủy được cộng thêm vài điểm. Ở hướng nam, ta có Cửu Tử và Thất Xích. Tại đây nên có tranh núi, vật cao lớn. Có thể dùng màu đỏ, không nên dùng màu trắng xám. Và không nên có nước. Tại tây nam, ta có Thất Xích và Cửu Tử. Nên có bức tranh nước hoặc là tranh cửu ngư. 97 và 79 còn được gọi là quẻ họa hồi lộc, không giữ được tiền. Ta nên có đồ gốm sứ ở nơi này. Tại hướng tây và hướng đông nam có nhị hắc và ngũ hoàng. Đây là hai sao hung tinh, không nên có màu đỏ. Thay vào đó nên sáng sủa, có kim loại hoặc một ít đồ đồng để hóa sát. Không nên có nước, không nên có vật cao lớn, càng thông thoáng càng tốt. Tại tây bắc ta có Tam Bích và Tứ Lục. Đây là nơi kỵ mộc và cần hỏa. Cho dù nam gia chủ sinh vào mùa thu thiếu mộc cũng không nên kích mộc nơi này. Tại hướng bắc ta có quẻ Bát Bạch Hội Tọa. Đây là cặp sao tốt, có thể dùng hỏa hoặc dùng thổ. Nên có bức tranh sông núi lẫn nước. Tại đông bắc ta có Nhất Bạch và Thất Xích. Nên có bức tranh núi hoặc vật cao lớn, tủ cao lớn. Tại hướng đông ta có Thất Xích và Nhất Bạch. Ở đây nên có nước. Nước động là hồ cá, nước tĩnh là bức tranh sông nước hoặc là tranh cửu ngư. Tại trung cung số 4 và số 3 đều thuộc mộc. Nơi này kỵ mộc nên có ít hỏa. Với quẻ nhà này, hướng tốt bao gồm hướng bắc, hướng đông hoặc là hướng đông bắc. Ở hướng tốt ta nên làm phòng ngủ, phòng khách, phòng làm việc. Tiếp theo là quẻ số 3, đây là quẻ khiêm. 173 cho đến 175 độ hoặc 184 cho đến 190 độ hoặc 199 cho đến 200 độ. Tại hướng nam ta có Nhất Bạch và Thất Xích. Tại đây không nên dùng kim. Có thể có một bức tranh núi hoặc là vật cao lớn. Tại hướng tây nam ta có quẻ Tam Bích và Ngũ Hoàng. Tại hướng này kỵ mộc và kỵ hỏa, nên dùng kim hóa sát. Không nên có nước, không nên có vật cao lớn. Tại hướng tây ta có Bát Bạch và Cửu Tử. Đây là cặp sao tốt. Ta có thể dùng hỏa, nên có vật cao lớn hoặc là bức tranh núi. Tại tây bắc ta có Thất Xích và Nhất Bạch, nên có bức tranh nước hoặc là tranh cửu ngư. Tại hướng bắc ta có Nhị Hắc và Lục Bạch. Hướng này kỵ hỏa và kỵ thổ, có thể dùng kim hóa sát. Tại đông bắc ta có Cửu Tử và Bát Bạch. Hướng này nên có nước, có thể dùng màu đỏ. Đây cũng là cung tốt. Tại hướng đông ta có cặp sao Tứ Lục. Cặp sao này kỵ mộc, nên có ít hỏa để hóa sát. Tại đông nam ta có Ngũ Hoàng và Tam Bích. Ngũ Hoàng Tam Bích không nên động, nên tĩnh. Không nên có màu đỏ và màu xanh lá. Có thể dùng ít kim loại hoặc đồ đồng để hóa sát. Tại trung cung ta có Lục Bạch và Nhị Hắc, nên có ít kim để hóa sát. Với quẻ nhà số 3 này, những hướng tốt ta có: hướng nam, hướng tây hoặc hướng đông bắc.
Tiếp theo là quẻ nhà số 4, Tý Sơn ngọ hướng 176 cho đến 183 độ. Tại hướng nam ta có Bát Bạch hội hướng, đây là cặp sao tốt. Nếu bên ngoài nhà xa xa thông thoáng và xa hơn nữa có núi hoặc nhà cao tầng, đây là cách cục quẻ tốt. Tại hướng nam nên có một bức tranh núi và sông nước. Tại tây nam nhất bạch và lục bạch, tại đây không nên thêm kim loại hoặc là màu trắng xám, nên có một bức tranh núi. Tại hướng tây lục bạch và nhất bạch, tại đây nên có nước để kích tài. Hướng tây bắc và hướng đông ta có ngũ hoàng và nhị hắc, nên tĩnh không nên động, không nên có nước, không nên có hỏa, nên có ít kim loại để hóa sát, nên giữ ánh sáng nơi này và càng thông thoáng càng tốt. Tại hướng bắc ta có cửu tử và thất xích, ở hướng này nên có tranh núi hoặc là tủ cao, có thể dùng hỏa, không nên dùng kim. Tại đông bắc ta có thất xích và cửu tử, nên có một bức tranh cửu ngư. Tại đông nam và trung cung ta có tam bích và tứ lục thuộc mộc, hướng này kỵ mộc và kỵ động. Nếu để quạt, loa hoặc là nhiều cây cối sẽ sinh ra thị phi, nên có hỏa để tiết chế nhằm hóa sát. Ở quẻ số 4 này, những hướng tốt ta có hướng nam, hướng tây, tây nam hoặc là hướng bắc. Những hướng tốt ta nên dùng làm nhà bếp, phòng ngủ, phòng làm việc. Các quẻ huyền không phi tinh này nên kết hợp thêm bát tự tứ trụ của mỗi thành viên trong gia đình. Mỗi hướng đại diện cho một thành viên, ví dụ tây bắc đại diện cho nam gia chủ. Nam gia chủ ví dụ sinh mùa đông, dư thủy thiếu hỏa, tại tây bắc nên thêm hỏa, ví dụ là bếp, tranh mặt trời hoặc là màu đỏ. Tương tự như góc đông đại diện cho con trai lớn, góc đông nam đại diện cho con gái lớn. Khải Toàn xin nhắc lại, sạch sẽ và thông thoáng là phong thủy tốt. Khải Toàn đã hướng dẫn các quẻ nhà hướng nam theo huyền không phi tinh. Mỗi thuật số đều có mức độ ứng dụng khác nhau. Huyền không phi tinh là lý khí, các bạn nên tìm hiểu thêm về loan đầu và cả dụng thần bát tự. Các bạn nên xem kỹ video hướng dẫn đo tạ độ, đây là kiến thức cơ bản để áp dụng phong thủy huyền không phi tinh. Khải Toàn không kỳ vọng các bạn tinh thông, nhưng có thể nguyện cho các bạn xem video này có được sự chánh niệm và an lạc. Khải Toàn cảm ơn các bạn đã xem, chúc các bạn tâm thân an lạc.